Dạ hello xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động thành phố nha Trưa hôm nay thì em sẽ lên nhanh thêm một cái video ngắn để giới thiệu thêm một số dòng sản phẩm bên cửa hàng bên em nha Đầu tiên em xin phép một phút để nói nhanh về các hình thức mua bán bên em Bên em là cửa hàng di động thành phố chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện Facebook cũng như trên nền tảng YouTube thì quý khách hàng có thể tìm kiếm cửa hàng bên em cũng như là tìm kiếm những cái video giới thiệu những dòng máy cũng như là chương trình báo giá bằng cách gõ tên cửa hàng em nha. Số điện thoại liên hệ mua hàng bên em đó là 0971 172 105. Bên em thì chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này thôi nha. Chế độ bảo hành hàng hóa khi bán ra thì bên em sẽ làm một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi từ nhà sản xuất. Tức là tất cả các lỗi từ nhà sản xuất bên em sẽ điều bảo hành là một đổi một nha. Tức là mình sẽ được đổi máy mới. Bên em không bảo hành rơi vỏ và rớt nước nhé. Và ở đây thì bên em có gửi hàng toàn quốc áp dụng cho những khách hàng mua hàng lần đầu đó, thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50 ngàn hoặc trăm ngàn thực chất là nhận cọc về để tránh những cái trường hợp bom hàng và khách hàng đặt hàng có thêm trách nhiệm với cái với cái những cái mặt hàng mà mình đặt thôi đấy và ở đây thì tất cả các đơn hàng bên em thì bên em ship hàng toàn quốc thì mình sẽ được khui hàng kiểm tra trước khi thanh toán tức là trước khi thanh toán thì mình sẽ được khui hàng kiểm tra ngay tại chỗ nha mọi người nha À, xem nữa đúng hàng đúng sản phẩm thì mình mới nhận và thanh toán và phí ship sẽ đồng giá là 40 ngàn còn mình tin tưởng chuyển khoản trước thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển nha hình thức mua bán thì em có để trong phần mô tả video quý khách hàng cũng có thể tham khảo lại nhé và bây giờ mình sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay nha đầu tiên mình sẽ về với một số dòng iPhone giá rẻ trước ở đây thì em sẽ có được cái hàng iPhone SE2 SE2 thì ở đây em đã về thêm được một lô nữa rồi nha mọi người nha SE2 thì bên em nó đều là màu trắng cái lô này nó về đều là màu trắng hết nha mọi nha Pin thì mình sẽ được bao pin là trên 80% Máy là máy xinh đẹp ha Đây iPhone SE2 nha SE2 hiện tại bên em nó mức giá sẽ là 3 triệu mốt Và ở đây thì nó gồm có đầy đủ phụ kiện luôn Sẽ gồm có là ốp lưng, cường lực Cũng như là một bộ sạc cáp nha mọi người nha đó là áp dụng cho iPhone SE2 Mức giá thì sẽ là 3 triệu mốt luôn lên máy là máy xin đẹp keng luôn Nói chung là phiên bản này thì mình có thể đánh đồng lên đến khoảng tầm 98-99 nha Đấy cường lực thì khi bên em bán ra bên em sẽ dán sẵn cường lực cho mình và ở đây nó rồi kèm theo một chiếc ốp lưng và một bộ sạc cáp và quay lấy sim nếu như mình không lấy phụ kiện đó, thì bên em sẽ trừ ra hẳn đó là 150 trăm năm mươi nha mọi người nha máy là máy zin hết nha pin thì như em có báo pin thì mình sẽ được bao là trên 80% phần trăm giống như cây trên tay em đây nó sẽ là 87% phần trăm nha máy quốc tế chuẩn không dính bất kỳ một cái tài khoản nào luôn nha Đấy iPhone SE 2 nha Nói chung là SE 2 thì cấu hình ngay ngửa iPhone 11 á, Tuy nó nhỏ nhưng mà cấu hình nó khá là ok nha mọi người nha. Khá là uh, khá là mạnh luôn Những con này chiến game hay là Zalo, Facebook này kia nọ là thoải mái nha Và cũng là iPhone ở đây em có thu được của khách một cây iPhone XS Max nha mọi người nha ở đây thì em anh em vẫn nhận thu máy cũ nha mọi người nha. tức là tất cả những cái dòng máy mà mình đang sử dụng mình muốn nâng cấp đổi máy hay là mình muốn uh, gửi bên em bán hay là mình muốn bán lại bên em để nâng để đổi qua một số cái dòng nào đó bên đây cửa hàng em hoặc là bán lấy tiền cũng được nếu là bên em đều nhận thu hết nha trên tay em đây là một cây iPhone XS Max nha mọi người nha cây này thì khách cũ người ta sử dụng là kiểu như là nó có hơi nhâm nhâm cái lưng một tí nè đấy cái này là do xài ốp thôi nha đấy, hơi nhâm 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 cái lưng nè nhưng mà mình nhìn dưới ánh đèn thì mới thấy được chứ còn nhìn trực diện như thế này mình bỏ ốp vào sẽ không thấy nha khung xương thì rất là đẹp đây khung viền thì rất là đẹp nha mọi người nha đấy khung viền rất là bóng luôn kể cả màn hình cũng rất là bóng đẹp nha mọi người nha màn hình cũng rất là bóng đẹp gần như là không có xước luôn cái điểm trừ duy nhất là cái lưng nó hơi nhâm, nhâm 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 một tí thôi coi này là máy zin luôn nha mọi người nha iphone xs max phiên bản như là phiên bản 64 mươi g máy quốc tế chuẩn không dính bất kỳ một cái tài khoản nào nha đây chúng ta sẽ giảm bớt cái độ sáng một tí ha đấy tài khoản này Cloud không dính nói chung là không có dính bất kỳ một cái thông tin nào của người dùng cũ cả máy này là phiên bản vna tức là bản của việt nam luôn nha mọi người nha phiên bản vn mà mức giá hiện tại bên em đang bán đây là chỉ có 5 triệu 600 ngàn thôi nha iPhone XS Max đang chạy iOS sẽ là 17.4 Đấy, bản VN tức là bản Việt Nam nha mọi người nha 64GB Thực chất thì cái bản Việt Nam thì nó rất là ít đó mọi người đó. Coi này là chẳng qua là hàng mà mình thu được của khách thôi Chứ còn bên em đa số là bán bản Mỹ hay bản hàng bản Nhật vậy Còn bản Việt Nam thì rất là ít Tại vì lâu lắm lâu thì mình mới thu được một cái máy chất thì mình mới bán ra lại thôi Mà mức giá thì chỉ còn rẻ hơn những bản sách tay nữa Nó chỉ có 5 triệu 6 thôi nha mọi người nha con này thì pin nó cũng khá là cao Thực chất là pin iPhone thì bên em bán ra thì nó sẽ bao là trên 80% Nhưng mà con này pin theo máy của nó còn được là 88% nha mọi người nha Mức giá 5 triệu 6, 6 là đã có đủ phụ kiện rồi ha ốp lưng, cường lực, sạc cáp và quay lấy sim nha iPhone XS Max full chức năng nha mọi người nha Và cũng là một cái dòng máy mà bên em vừa mới cập bến được Đó là hàng Oppo A77 nha mọi người nha A77 bên em hiện tại mức giá cực kỳ tốt luôn Chỉ có 2 triệu 800 ngàn thôi Đó là Oppo A77 nha mọi người nha Oppo A77 bên em thì nó sẽ là về là full box luôn Tất cả phụ kiện thì bên em sẽ tặng thêm đầy đủ hết Đầu tiên nó sẽ gồm có một chiếc ốp lưng trong hộp này nè Đấy một chiếc ốp lưng Tiếp đến thì sẽ là máy nè Bên dưới nữa thì sẽ gồm có một bộ cốc cáp sạc nha Cốc thì ở đây em sẽ tặng là cốc cáp sạc nhanh Super VOC này Đấy một bộ cốc cáp sạc nhanh cũng như là ốp lưng và cường lực cường lực thì khi nào mà em gửi đi thì bên em mới dán cường lực nha mọi người nha Đấy, khi nào em gửi đi thì em sẽ dán sẵn cái tấm nền cường lực lên cho quý khách hàng luôn ở đây Oppo A77 thì em sẽ có được cho quý khách hàng đó là hai mã màu mã màu xanh và mã màu đen A77 bên em thì nó sẽ là phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 128GB nha mọi người nha đấy RAM 8 chứ không phải RAM 6 nha Hiện tại thì nó sẽ có bản RAM 6 cho cái đợt, đợt, đợt tiếp theo đây, em sẽ có được cái bản RAM 6GB Nhưng mà số lượng thì nó không nhiều Cái phiên bản RAM 6GB thì nó rẻ hơn khoảng tầm 300 ngàn Chứ là những con này nó sẽ là 2 ,8 triệu 8 nha, còn phiên bản RAM 6GB thì chỉ có là 2 triệu rưỡi thôi 2 triệu rưỡi là full box luôn nha, còn nếu mà mình lấy mấy trần á, được trừ ra thêm 100 rưỡi thì chỉ còn có là 2350 thôi Đó là phiên bản RAM 6GB Còn hiện tại trên tay em đây là phiên bản, là phiên bản RAM 8GB nha mọi người nha, phiên bản RAM 8GB ở đây thì quý khách hàng cũng có thể chọn máy tròn luôn, tức là mình không lấy hộp phụ kiện như thế này, mình chỉ lấy một con máy thôi nó chỉ có 2 triệu 650 000 thôi. Mình vẫn được trừ ra đó là 150. Nếu như, như mình lấy máy trần nha mọi nha. Đấy. Thiết kế của A77 thì nó khá là đẹp. Còn những cái phiên bản này trên tay em đây là những cái con máy nha là máy zin đẹp can 99 luôn, hàng gần như mới nha mọi nha. Đấy. Đầu tiên là thiết kế ổ sạc tai si nè, loa nè, mic và jack tai nghe 3.5. Cảm biến vân tay tích hợp vào trong nút nguồn nha thiết kế thì của nó thì nó sẽ là thiết kế vuông dòng này thì thiết kế vuông nha đấy sử dụng cho mình là hai sim phía sau sẽ gồm có hai camera camera chính sẽ được là 48 mươi đấy nó sẽ có đèn flash ở đây dòng này thì cấu hình của nó cũng khá là ổn nói chung là trong cái tầm mức giá dưới 3 triệu thì con này cũng khá là ổn nha mọi người nha hỗ trợ sạc tối đa 33 w này camera đẹp 48 mươi tám chip dimensity tám một g và đặc biệt thì con này nó pin được lên đến là năm ngàn nha Đấy. Máy thì gần như là hàng mới rồi Phụ kiện thì em có tặng đầy đủ nha Oppo A77 là chip Dimei CT810 RAM thì sẽ là RAM 8 cộng 5 nha RAM 8GB Đấy, RAM 9 sẽ là RAM 8GB Android thì sẽ là Android 12 và bộ nhớ sẽ là 128GB Còn về camera thì camera 8 mp Con này cũng khá là nét nha mọi người nha Đây Sẽ có góc rộng luôn nha Camera của nó khá là nét Đây là cái mức của camera trước nha mọi người nha Đây là mức của camera trước đây Khá là nét luôn Nói chung là con này thì khá là nét luôn Đấy. Thiết kế đẹp, cấu hình cũng tầm ở mức tầm khá luôn nha mọi người nha, tầm khá luôn. Mình gọi là cao thì so với những cái dòng mà 7 8 triệu hay 9 10 triệu thì chắc chắn là nó sẽ không bằng đâu. Nhưng mà với cái mức tầm giá tầm trung bình này thì Apple A77 nó vẫn là một cái sự lựa chọn khá là hợp lý. Thứ nhất là máy nó xin đẹp keng như mới rồi, chế độ bảo hành 1 đến 1 3 tháng, phụ kiện thì tặng đầy đủ luôn nha. Đấy, pin 5.000 nữa Oppo A77 nha mức giá là 2 triệu 8 còn nếu như mình lấy mấy trần thì trừ ra 150 là 2 triệu 650 phiên bản này là phiên bản RAM 8 và bộ nhớ sẽ là 128GB nha Tại vì có nhiều khách hàng hay phân phân bì giá như ở ừ, nó sẽ tại sao được trước có 2 triệu 6 2 triệu 7 và giờ này 2 triệu 8 ví dụ là như vậy thì tại vì nó sẽ khác phiên bản nha phiên bản RAM 6GB bộ nhớ 128GB giá thành nó sẽ khác RAM 8GB bộ nhớ 128GB giá thành nó sẽ khác RAM 8 g bộ nhớ 256 g thì giá thành nó sẽ khác tại vì nó khác nhau các bản ROM và RAM thì thành ra là cái mức giá thành của nó sẽ khác nhau nha tiếp đến một cái dòng máy giá rẻ nữa thì ở đây em có một cây Samsung Galaxy S20 nha mọi người nha trên tay em đây là Samsung Galaxy S20 phiên bản Mỹ ha bản Mỹ thì sử dụng cho mình là hai sim một e sim và một micro sim nha đấy e sim thì mình quét trực tiếp từ nhà mạng của mình vào thôi phiên bản này bên em thì nó sẽ là ram thì sẽ là ram 8 g và bộ nhớ sẽ là 128 trăm g thì nói chung là bản mỹ thì cái mức của nó thì sẽ như vậy đấy tám trên một hai tám nha mọi người nha samsung galaxy s 20 mươi g nha mọi người nha đấy. dòng này thì cấu hình của nó là khủng rồi nhưng mà được cái là thiết kế nó khá là nhỏ gọn nó không giống như cái hàng Plus coi này thì nhỏ gọn mình cầm nắm trên tay khá là ok luôn hoặc là bọc túi cho mình tiện di chuyển nha mọi người nha đấy. Màn hình con này thì độ rộng của nó sẽ được là 6.2 inch chip thì sẽ là chip Snapdragon 865 5G nha mọi người nha, bản Mỹ. Và RAM thì sẽ là RAM 8 trên 128 GB. Và pin là pin được 4000 nha mọi người nha, pin 4000. Dòng này nó hỗ trợ sạc nhanh nè, sạc siêu nhanh và sạc không dây nha. Nhanh siêu nhanh và sạc không dây. Nói chung là về thiết kế thì con này khá là đẹp, màn hình cong nha màn hình cong tràn viền camera quay phim chụp ảnh thì chắc dòng này mình cũng không không có cần giới thiệu quá nhiều tại vì thực chất là camera cũng như là về quay phim chụp ảnh thì cái dòng này nó rất là nét rồi đấy rất là nét nha với mức giá hiện tại bên em đang bán ra sẽ là 4 triệu 200 ngàn gọi là tặng đầy đủ phụ kiện luôn sạc nhanh có nè ốp lưng có BVF màn hình có và một que lấy sim có nha mọi nha đấy Samsung Galaxy S20 5G phiên bản Mỹ nha mức giá sẽ là 4 triệu 200 ngàn con này là, là máy zin đẹp keng nha Thực chất là con này là mình là hàng đẹp can luôn Mình có thể đánh đồng nó rơi vào khoảng tầm 98 phần trăm nha Đấy Nó cũng sẽ có phe phẩy như ở đây Nó sẽ có phe phẩy ở hai cái góc này Một tí thôi Thực chất là một tí thôi Đấy. Với mức giá sẽ là 4 ,2 triệu 2 Và dòng này nếu như quý khách hàng không lấy phụ kiện á Bên em sẽ trừ ra thêm đó là 150 ngàn nha mọi nha Tức là chỉ còn có 4 triệu 050 ngàn cho mấy trần thôi nha chế độ bảo hành vẫn sẽ là một đổi một ba tháng và đặc biệt màn hình không lưu không ám không điểm chết nha Tiếp đến đây thì cũng là một cái dòng máy giá rẻ tiếp ở bên em, em thì có về được cái hàng Oppo Reno 6 nha mọi người nha Thực chất thì cái Reno 6 bên em về không nhiều đâu Ở đây em chỉ còn có đúng 3 cây Reno 6 thôi Đấy. Tại vì có cái dòng này thì khách hàng dặn trước khá là nhiều cho nên là sáng nay thì em cũng có, có liên hệ cho những khách hàng dặn trước Và đã giao máy Thì hiện tại bây giờ ở đây em chỉ còn có được 3 cây Oppo Reno 6 Pro thôi nha mọi người nha Reno 6 rồi bên em thì nó sẽ là mã màu đen hàng này thì nó sẽ gần như hàng mới hoàn toàn nha nó sẽ gần như hàng mới thôi phụ kiện thì bên em có tặng thêm đó là một bộ cốc cáp sạc 65W nè một chiếc ốp lưng nha mọi người nha đấy đây là phụ kiện mình tặng thêm thôi chứ thực chất thì trong hộp của nó về thì nó sẽ không có phụ kiện nha mọi người nha đấy, đây là Oppo Reno 6 Pro máy thì sẽ là phiên bản màu đen nha mọi người nha Reno 6 Pro 5G phiên bản màu đen đây thì tại trên tay em đây thì tất cả những cái bảng này thì nó sẽ giống nhau cho nên ở đây mình chỉ cần có cầm một cây để mình giới thiệu thôi. Đấy. Máy đầu tiên thì sẽ là máy zin đẹp keng 99. Nói chung là con này thì nó gần như là hàng mới. Ừ. Oppo Reno 6 Pro nha mọi người nha. Màu đen này, màu đen thì nó sẽ làm giống như cho mình là cái giả nhám ánh kim ấy. Mình nhìn nó khá là kiểu như là nó nó khá là lịch lãm ha. Nhìn cái màu này. Dòng này thì màn hình AMOLED và nó cảm biến vân tay trong màn nha mọi người nha Máy đẹp can luôn Nói chung là hàng này thì gần như hàng mới thì chắc chắn rồi Thì nó không có bất kỳ một điểm chết Hay là không có bất kỳ một cái tì vết gì cả nha mọi người nha Oppo Reno6 Pro Những bản này hiện tại bên em đang bán ra sẽ là 3 triệu 8 Và đặc biệt trong cái chương trình ngày hôm nay thì đang được giảm đi 150 ngàn cho hàng Reno6 Pro nha mọi người nha Thì nó chỉ còn có là 3 triệu 650 thôi Đấy. Mức giá cũ của cái lô trước nó lên đó là 3 triệu 9 lận mọi người Đấy. Coi này thì đang được giảm đi giả 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 150 ngàn Thì tất cả những cái đơn hàng mà hồi sáng mà bên em có trả cho khách dặn trước Thì cũng đã, tức là mình cũng đã có chương trình giảm giả giá rồi Tức là cũng vẫn áp dụng giảm 150 ngàn Đó là áp dụng cho cái hàng Reno6 Pro thôi nha mọi người nha Coi này thì cấu hình của nó thì tất cả các thông số thì mình có thể tham khảo ở trong phần cài đặt thì nó đầy đủ hết Đầu tiên tên thiết bị sẽ là Oppo Reno6 Pro 5G nè Bộ nhớ sẽ là 128GB Chip thì sẽ là chip Dimensity t RAM thì sẽ là RAM 8 cộng 5 nha mọi người nha. RAM 8 GB và bộ nhớ 128 GB. Android của nó sẽ là Android 12 và sử dụng cho mình là 2 SIM. Màn hình của nó sẽ được là 6.55 nha mọi người nha. Công nghệ của nó sẽ là AMOLED rồi. Nói chung là cái công nghệ màn hình này thì độ hiển thị cũng như là cực kỳ sắc nét rồi, mình khỏi chê vào đâu hết. Màn của nó sẽ là màn hình cong nha mọi người nha. Đây, màn hình cong nha. Thiết kế cực kỳ đẹp luôn, nói chung là cực kỳ hầm hố cho cái hàng Reno 5 cũng như là Reno 6. Đây, Đây là mức của camera sau nha camera sau của nó sẽ được là 64 megapixel và đây là sẽ là mức của camera trước camera trước của cái dòng Reno 6 Pro thì mình đánh giá không cao thực chất là camera trước của nó như quý khách hàng thấy ở đây thì mình đánh giá không cao nha mọi người nha đấy đây là camera trước thì mình cảm giác như là cái chế độ làm đẹp của nó nó không được tự nhiên lắm nó, tức là nó hơi nhòa nhòa mờ mờ ấy. đấy mình đánh giá camera trước cái dòng Reno 6 thì nó không được cao đây đó đây là mức của camera sau nha mọi người nha camera sau thì nó khá là rõ nét luôn camera sau thì cực kỳ rõ nét nha pin dòng này thì sẽ được là pin 4.500 nha. Đấy, pin 4 rưỡi hỗ trợ sạc nhanh tai xi này, Sử dụng hai sim. Máy thiết kế cực kỳ đẹp nha mọi người nha. Oppo Reno6 Pro với mức giá sẽ là 3.650.000 nha và tiếp một số cái dòng máy mà hiện tại cũng đang có tại cửa hàng em thì những cái dòng này thì em cũng đã có báo trong nhiều video trước rồi thì ngày hôm nay hàng Hot 30i thì bên em đã tiếp tục về được rồi nha mọi nha infinite Hot 30i bên em thì với mức giá sẽ là 2 triệu 300 ngàn hàng này thì mình sẽ được bảo hành chính hãng một năm nha mọi nha Hot 30i nè thì và những cái dòng như là Redmi Note 9 Pro phiên bản 5G camera 108MP nè bên em sẽ vẫn có hàng nha RAM 8GB bộ nhớ 256GB với mức giá sẽ là 2 triệu 850 ngàn Đấy. Galaxy Note 20 Ultra, nó Note... dạ, xin lỗi quý khách hàng nha. Tại vì chỗ em bị cúp điện ngang mọi người. Đấy. Thì em sẽ giới thiệu nhanh lại ha. thì Note 20 Ultra thì bên em vẫn có hàng nha. Note 20 Ultra thì em sẽ có mã màu đen và mã màu đồng bản mỹ. Uh, Ram 12g và bộ nhớ sẽ lên đó là 128g. Hàng này thì là máy mới hoàn toàn không hộp nha. Máy mới nhưng mà không có hộp thơ của nó thôi. Phụ kiện em tặng cho em đó là sạc 25w cũng như là một bộ cáp sạc một một dây cáp ấy, cáp 25 cũng như là một chiếc ốp lưng và miếng dán màn hình cũng như là một que lấy sim nha mọi người nha 8 triệu tư đó là hàng nó 20 Ultra những cái dòng như là XS Max màu những phiên bản quốc tế phiên bản Mỹ phiên bản Hàn phiên bản Nhật thì bây giờ vẫn có chị em sẽ có màu trắng và màu đen thì với mức giá hiện tại nó sẽ là 5 triệu 700 ngàn nha mọi người nha 5 triệu 700 ngàn thì máy cũng là bao khoảng tầm 98 phần trăm nói chung là máy xin đẹp can 98 phần trăm pin vẫn được bao trên 80 nha Oppo A93s 2 triệu 750 RAM 8GB và bộ nhớ sẽ là 256GB cực kỳ hầm hố về cái cấu hình nha mọi người nha với mức giá chỉ có chưa đến 3 triệu đồng 2 triệu 750 thôi thực chất thì hiện tại những phiên bản bên em thì những phiên bản đa số thì sẽ về là ram 8 và bộ nhớ 256 trăm như là 128 thì cho quý khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn thì quý khách hàng ở xa mua hàng thì có chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại cho màn hình chip em đó là 0971172105 nha bên em làm việc thì từ 7 h ba sáng cho đến 8h30 tối trong cái thời gian làm việc thì quý khách hàng có thể gọi trực tiếp bất kỳ lúc nào nha Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video nhanh ở đây Tại vì chỗ em mới đang <laughs> cúp điện mọi người Đấy, thì rất mong quý khách hàng thông cảm nha